Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn văn phòng đáp ứng khẩn cấp dịch bệnh, kêu gọi các địa phương tạo điều kiện để người dân về quê đón Tết, trong thời điểm Việt Nam đã chấp nhận ngưng chiến lược Zero Covid, chấp nhận có người nhiễm trong cộng đồng. Ông Phu nói, chúng ta đã tiêm vaccine đạt tỷ lệ cao, chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả. Thay vì cấm đoán, chúng ta nên cần thống nhất việc thực hiện từ trên xuống dưới, tránh mỗi nơi làm một kiểu gây ra cát cứ, cảnh ngăn sông cấm chợ như trước đây. Hiện nay, có một số địa phương yêu cầu cách ly người về quê. Trong tình hình dịch hiện nay có thực sự cần thiết? Theo tôi, việc cách ly và xét nghiệm, Bộ Y tế đã có quy định cụ thể và hợp lý. Cụ thể, không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ như sốt, ho, khó thở hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. Việc yêu cầu toàn bộ người vào địa bàn phải xét nghiệm vừa không cần thiết, vừa tốn kém, bất tiện, vừa gây tâm lý chủ quan phòng bệnh khi có kết quả xét nghiệm âm tính. Vừa qua, Chính phủ, Bộ Y tế đã thổi còi một số địa phương đưa ra quy định không hợp lý về cách ly, xét nghiệm đối với người từ địa phương khác về. Các địa phương nên tạo điều kiện cho người dân, người lao động xa quê về quê đón Tết an toàn. Để đảm bảo phòng dịch trong điều kiện có thêm biến chủng, nếu không yêu cầu cách ly, thì nên ứng xử như thế nào để việc đi lại dịp Tết được thuận lợi hơn? Chúng ta cần phải làm tốt việc kiểm soát và phản ứng với rủi ro. Tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng mỗi ngày. Vì thế, dù về quê ăn Tết thì người dân vẫn không nên lơ là các biện pháp phòng bệnh. Người dân phải tuyệt đối tuân thủ nghiêm 5K mọi chỗ, mọi nơi, an toàn phòng dịch khi tham gia giao thông, hạn chế tiếp xúc với đám đông, giảm đi lại không cần thiết. Về quê cúng giỗ tổ tiên, gặp gỡ cha mẹ, con cái nhưng không tổ chức các hoạt động đông người, không nên tổ chức ăn uống linh đình, nên hạn chế thăm nom, tụ tập và nhất thiết phải khai báo y tế. Ý thức người dân lúc này là quan trọng nhất, không nên vì nghĩ đã tiêm vaccine mà chủ quan, lơ là.